Để chạm đến bến bờ thanh thản của hiện tại, tôi đã phải băng qua đại dương sóng gió cuộc đời. Đó không phải là một cuộc lột xác chớp nhoáng, mà là một cuộc tiến hóa đầy gian nan và đau đớn, một hành trình đẫm nước mắt với những cuộc chiến nội tâm thầm lặng và những trận chiến không ai hay biết. Sự bình yên mà bạn thấy hôm nay là kết tinh của vô vàn thử thách nghiệt ngã, từng đẩy tôi đến tận cùng của tuyệt vọng, nhưng cũng chính chúng đã tôi luyện nên một con người kiên cường trước mọi bão giông. Con đường tôi đi không trải đầy hoa hồng, và đã có những khoảnh khắc tôi hoài nghi về khả năng tìm thấy bình yên. Nhưng rồi, đây tôi đang đứng, ở phía bên kia của hành trình đầy biến động ấy, không còn nguyên vẹn nhưng mạnh mẽ hơn, an yên hơn với chính mình và với cả thế giới. Nhìn lại chặng đường đã qua, không thể không nhắc đến những nỗi đau đã làm nên tôi của hiện tại. Đau đớn là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng cũng là điều chúng ta luôn tìm cách trốn tránh. Tuy nhiên, với tôi, nó là điều không thể né khỏi. Đó là một kiểu đau đớn không chỉ làm tổn thương trong khoảnh khắc, mà còn kéo dài dai dẳng, ăn sâu vào tâm hồn, thay đổi cách bạn nhìn nhận thế giới và chính bản thân mình. Tôi không đáng phải chịu đựng những điều đó, nhưng tôi buộc phải chấp nhận, không phải vì tôi có quyền lựa chọn, mà vì đó là cách duy nhất để tôi có thể tiếp tục tồn tại. Đã có những ngày, sức nặng của tất cả dường như quá sức chịu đựng, khi tôi chỉ muốn buông xuôi, để mặc cho những cơn sóng tuyệt vọng nhấn chìm. Nhưng rồi, có điều gì đó bên trong tôi đã không cho phép điều đó xảy ra, gọi đó là sức mạnh hay là sự bướng bỉnh, nhưng có một tiếng nói sâu thẳm bên trong thôi thúc tôi tiếp tục chiến đấu ngay cả khi mọi thứ dường như đã quá sức. Và chính từ những đớn đau, những tuyệt vọng ấy, tôi đã học được cách chấp nhận, cách tha thứ và cách yêu thương. Tôi đã học được cách trân trọng những khoảnh khắc bình yên, những niềm vui nhỏ bé và cả những thử thách mới. Tôi đã học được cách lắng nghe tiếng nói của trái tim mình, cách kết nối với bản ngã sâu thẳm và cách sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Hành trình chữa lành của tôi không chỉ là về việc vượt qua những nỗi đau, mà còn là về việc khám phá bản thân, tìm kiếm ý nghĩa và sống một cuộc đời chân thực. Và tôi tin rằng, mỗi chúng ta đều có khả năng chữa lành, khả năng tìm thấy bình yên và hạnh phúc trong chính mình. Cuộc chiến không ngừng nghỉ ấy có lẽ chính là lý do tại sao tôi trở nên độc lập một cách quyết liệt như vậy. Sự độc lập không phải là điều tôi chủ động lựa chọn, đó là điều tôi buộc phải làm. Khi bạn đã từng bị tổn thương sâu sắc, niềm tin trở thành một thứ gì đó quá đỗi mong manh, thứ mà bạn phải nâng niu, gìn giữ. Tôi đã sớm nhận ra rằng việc quá phụ thuộc vào người khác có thể dẫn đến thất vọng và phản bội, và vì vậy, tôi đã xây dựng những bức tường kiên cố xung quanh mình. Những bức tường này không nhằm mục đích ngăn cách tôi với mọi người, mà là để bảo vệ những phần dễ bị tổn thương nhất trong tôi, những phần đã từng bị tổn thương bởi thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Tôi đã tự mình làm mọi thứ vì tôi không muốn một lần nữa nếm trải nỗi đau bị bỏ rơi. Tôi không muốn trao cho bất cứ ai quyền làm tổn thương tôi, để lộ ra những vết sẹo chưa lành hẳn. Và vì thế, tôi đã nuôi dưỡng sự bình thản này, không phải như một lớp mặt nạ, mà như một cơ chế sinh tồn cần thiết trong một thế giới dường như luôn muốn thử thách tôi. Tôi cần phải bình tĩnh, không để sự hỗn loạn bên ngoài làm xáo trộn sự bình yên mong manh mà tôi đang cố gắng vun đắp bên trong. Sự bình tĩnh trở thành tấm khiên của tôi, là cách tôi tuyên bố với thế giới rằng tôi sẽ không để bất cứ điều gì đánh gục mình. Sự bình tĩnh này, tuy nhiên, không phải là một món quà được ban tặng dễ dàng. Nó là thành quả của nhiều năm học hỏi và buông bỏ những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi đã phải chấp nhận rằng quá khứ là không thể thay đổi, rằng tôi không thể ép buộc ai đó phải xin lỗi hay sửa chữa mọi sai lầm. Tôi phải ngừng tự trách bản thân vì hành động của người khác, vì những điều đã xảy ra với tôi mà tôi không thể kiểm soát. Đây có lẽ là bài học khó khăn nhất mà tôi từng phải học, nhưng một khi tôi đã làm được, tôi đã tìm thấy một cảm giác bình yên mà trước đây tôi chưa từng biết đến. Mọi người thường thắc mắc làm thế nào tôi có thể giữ được bình tĩnh trong những tình huống khiến người khác suy sụp. Họ chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài, thái độ điềm tĩnh và không nao núng, nhưng họ không nhìn thấy những gì diễn ra bên trong, những giờ phút vật lộn với suy nghĩ của chính mình, cố gắng thấu hiểu nỗi đau, sự thất vọng và tổn thương. Họ không nhìn thấy những khoảnh khắc nghi ngờ, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, những đêm dài mất ngủ vì suy nghĩ quá nhiều, tua đi tua lại các tình huống trong đầu, cố gắng tìm ra điểm sai sót. Nhưng tôi không để ai nhìn thấy mặt yếu đuối này của mình, bởi tôi hiểu tầm quan trọng của việc thể hiện sự mạnh mẽ, không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân tôi. Trong một thế giới mà sự tổn thương có thể bị lợi dụng,
nơi thể hiện cảm xúc thật đôi khi có thể dẫn đến nhiều tổn thương hơn. Tôi đã học cách kiểm soát cảm xúc của mình, thể hiện một vẻ ngoài bình tĩnh ngay cả khi bên trong tôi đang dậy sóng. Tuy nhiên, sự bình tĩnh này, khả năng giữ vững tâm thế này, không chỉ là về sự tự bảo vệ. Nó còn là về sự thấu hiểu. Qua năm tháng, tôi dần nhận ra rằng những người đã làm tổn thương tôi, những người đã khiến tôi thất vọng, những người đã phản bội lòng tin của tôi, họ cũng đang phải đối mặt với những trận chiến, những cuộc đấu tranh của riêng họ. Điều này không bào chữa cho hành vi của họ, nhưng nó giúp tôi nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ khác. Nó giúp tôi tha thứ, không chỉ cho họ, mà còn cho chính bản thân tôi. Tôi tha thứ cho bản thân vì những lần tôi đã quá tin tưởng, vì những lần tôi đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo, vì những lần tôi đã cho phép bản thân bị tổn thương. Tôi tha thứ cho bản thân mình vì giờ đây tôi biết rằng tôi đã làm hết sức mình với những gì tôi biết và có tại thời điểm đó. Và trong sự tha thứ đó, tôi tìm thấy bình yên. Sự bình tĩnh mà tôi đã dày công vun đắp cũng phản ánh một khao khát sâu sắc bên trong tôi, khao khát được yêu thương, được thấu hiểu và được nhìn nhận. Bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một người luôn khao khát kết nối, một người muốn được trân trọng vì chính con người mình, chứ không chỉ vì những gì họ có thể làm hay cách họ thể hiện bản thân với thế giới. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để cố gắng mạnh mẽ, cố gắng độc lập, đến nỗi tôi thường bỏ quên mặt dịu dàng hơn của mình. Nhưng nó vẫn luôn ở đó, chờ đợi, hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có ai đó nhìn thấy nó và yêu thương nó vì chính nó. Cho đến khi ngày đó đến, tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng sự bình tĩnh này, bảo vệ những phần dễ bị tổn thương của bản thân và luôn nhắc nhở mình rằng tôi đã đủ tốt rồi. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra rằng có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận được những lời xin lỗi mà tôi xứng đáng, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi đã chấp nhận sự thật rằng tôi không thể kiểm soát cách người khác cư xử, rằng tôi không thể ép buộc họ thay đổi hay nhận ra lỗi lầm của họ. Điều tôi có thể kiểm soát là cách tôi phản ứng, cách tôi buông bỏ tổn thương và cách tôi chọn bước tiếp. Và trong việc lựa chọn sự bình tĩnh, trong việc lựa chọn sự bình yên, tôi đã tìm thấy một sức mạnh lớn lao hơn bất kỳ lời xin lỗi nào có thể mang lại. Cuối cùng, tôi đã học được rằng không phải trận chiến nào cũng đáng để chiến đấu. Có những lúc bạn phải quyết định điều gì quan trọng hơn là giữ chặt lấy sự tức giận, tổn thương và mong muốn công lý, hay là buông bỏ tất cả và tìm kiếm sự bình yên. Đối với tôi, sự lựa chọn đã quá rõ ràng. Tôi đã chọn hòa bình. Tôi đã chọn bước tiếp, chấp nhận rằng có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, và điều đó hoàn toàn ổn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải mang theo gánh nặng của sự bất công đó bên mình. Tôi có thể chọn buông bỏ nó, giải phóng bản thân khỏi gánh nặng đó, và khi làm như vậy, tôi tìm thấy một sự bình tĩnh thực sự giải phóng tâm hồn. Sự bình tĩnh và an yên này không đến một cách dễ dàng. Nó là kết quả của nhiều năm đấu tranh, đau đớn và tan vỡ. Nó được tôi luyện qua vô số khoảnh khắc tự vấn, nghi ngờ và đối diện với chính mình. Nhưng tất cả đều xứng đáng bởi nó đã đưa tôi đến ngày hôm nay, nơi tôi có thể nhìn lại những trải nghiệm của mình không phải với sự cay đắng hay hối tiếc, mà bằng lòng biết ơn vì những bài học, vì sức mạnh có được, và vì sự bình an đã định hình nên tôi. Để có được sự bình thản này, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều, nhưng tôi sẽ không đánh đổi nó với bất cứ điều gì. Sự bình thản này là sức mạnh, là tấm khiên, là sự an yên trong tâm hồn tôi. Nó cho phép tôi đối mặt với mỗi ngày bằng một mục đích sống rõ ràng, vượt qua những thử thách của cuộc đời bằng sự kiên nhẫn và giữ vững niềm tin ngay cả khi thế giới dường như quá đỗi nặng nề. Nó giúp tôi đứng vững, tiếp tục tiến về phía trước và tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ổn. Và hơn bất cứ điều gì khác, đó là điều làm cho hành trình này, với tất cả những đau đớn và khó khăn, trở nên thật xứng đáng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Nếu bạn vẫn đang ở đây, hãy để lại bình luận về những gì bạn đã học được hoặc điều gì bạn muốn chia sẻ thêm. Tôi sẽ rất trân trọng điều đó. Và như mọi khi, chúc bạn một ngày thật tốt lành và bình yên.